xin chào. Quý khán xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao. Quý vị thân mến, chương trình của chúng ta được phát sóng vào lúc 19:15, cái giờ đẹp lắm. Bởi vì sao? Cái giờ đó là chúng ta tụ họp với nhau, ăn tối xong bật TV truyền hình Vĩnh Long lên để xem chương trình của chúng tôi. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai đội chơi. Và hai đội chơi của chúng ta sẽ cùng chào đón một đội có nét đẹp tự nhiên và một đội còn lại xin phép không được nói tên. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ đội chơi đầu tiên, đội nét đẹp tự nhiên. Xin chào tụi em. Chào. Ê, hai tụi em nhìn mắt nét giống nhau, có tướng phu thê nhỉ? Trời, tụi em là anh em mà anh. Không, thì anh nói có nét thôi. Dạ, chứ em có nói là tụi em phu thê. Rồi bây giờ chúng ta giới thiệu đôi nét về mình đi nào. Đội của tụi em tên gì nào? Đội mình tên gì vậy ta? Tụi mình tên gì vậy? Nhường cho bạn giới thiệu tên trước. Bây giờ tụi em giới thiệu tên riêng trước đi. Còn tên chung một lát là muốn đợi bạn đặt trước. Nhường cho bạn đặt trước xong rồi đội tụi em theo. Thôi bây giờ chúng ta giới thiệu từng thành viên của đội nè, Natra. Dạ. Em tên là Ngọc Phước, hiện tại Ngọc Phước hả? Năm nay bao nhiêu cái nồi bánh chưng rồi? Năm nay là em 18 tuổi. Em ơi. Dạ. Em bị vậy lâu chưa? Mẹ em buồn. Mẹ em buồn đúng không? Mẹ em hơi lo lắng đúng không? Dạ. Rồi xin mời thành viên tiếp theo em. Dạ, em xin chào anh. Chào đội bên kia. Ôi, em có cái tóc đẹp quá nhỉ? Dạ. Em ơi, cái mái tóc này là thiệt hay giả em? Tóc em thiệt anh. Wow, cái tóc em đẹp á. Dạ. Nhìn giống như là mì gói mà cái dạng mà người ta để lâu mà người ta vô máy sấy á, nó dựng đứng lên vậy nè, mì gói. Mì gói mà ngọn ăn đâm lủng cuốn họng chết anh. Mà anh nhìn kỹ thì cái này nó giống cái cước chùi nồi á. Được rồi, được rồi. Ok em. Rồi, vậy cái cước chùi nồi. Cái cước mà cái son mà bằng thiết mà mình chùi cái nồi anh. Anh hỏi hai đứa học chung lớp không? Thấy thân quá. Dạ không, tụi em diễn chung sân khấu. Phước và Khánh, hai người rất là thân, diễn chung sân khấu nào em? Dạ em diễn chung sân khấu Thế Giới Trẻ. Ok rồi, thành viên thứ ba Lê Trang. Dạ anh giới thiệu em luôn rồi đó. Anh chưa giới thiệu tính cách con người của em. Tính cách con người con bé này nó tự giới thiệu nó là người đôn hòa, khi còn em là điều hòa. Em ơi, cho anh hỏi là cái cách phối đồ cái bộ trang phục của mình này là có từ lâu chưa? Dạ có từ... Không, thực sự là ai giấu cái đầu ông địa của chị Lê Trang rồi. Ai giấu cái đầu của chị rồi. Cái bộ đồ của em nhìn rất là đặc biệt, rất là nhân nghĩa đường. Ê, chính ra nó rất là hợp để đi cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam ấy chứ nhở? Dạ. Qua phần giới thiệu rất là sâu sắc, tôi chả hiểu gì về đồ này cả. Trời ơi. Chúng ta qua cùng đến đồ bên đây. Bên đây nè, nghe họ giới thiệu nè. Cái sự giới thiệu của họ nó đi sâu vào lòng người, nó rất là chi tiết luôn. Xin chào đội nét đẹp chưa tự nhiên lắm. Không, đội em hoàn toàn rất tự nhiên. Đội em chưa làm đụng chạm cái gì hết. Tụi em là không có đụng chạm bất kỳ cái gì cả. Và tụi em là hoàn toàn để mặt mộc đến với chương trình luôn. Em là quý á hả? Dạ. Ôi, cách đây một năm khác quá, bây giờ một năm khác quá. Em giới thiệu mình đi, tại vì anh thường hay nghe những bản cover của em. Ok anh. Xin chào tất cả quý vị khán giả, mình là Đỗ Phú Quý. Và rất là vui khi ngày hôm nay được trở lại với Bản Lĩnh Ngôi Sao. Tiếp tục thành viên thứ hai. Hello, xin chào mọi người, mình tên là Emma Nhất Khanh. Thì ngày hôm nay là lần đầu tiên được đến với chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao. Thì Emma nghe đồn là chương trình này dữ dội và kiểu khốc liệt lắm, cho nên là mong là ngày hôm nay mọi người sẽ nhẹ tay với Emma nha. Ủa, có làm gì đâu mà phải nhẹ tay với em. Không ai làm gì hết. Chương trình làm gì nghệ sĩ hết, nghệ sĩ chơi tự động thôi. Nhiều khi nghệ sĩ tự lăn là do họ lăn chứ chương trình không làm gì cả. Đúng rồi. Đúng không? Không, ý đây là một cái chương trình nhân văn nhất từ trước đến giờ của chúng tôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thành viên thứ ba. Xin mời. Xin chào mọi người, mình tên là Hữu Tài. Thì cũng là lần đầu tiên Tài tới với Bản Lĩnh Ngôi Sao. Hy vọng là đội bên kia không chơi ăn gian. Dễ vậy. Rồi hôm nay đội của mình tên gì đây? Với một phương châm đó là đội của em rất là giống như đội bạn là ôn hòa. Cho nên là đội cho em lấy một cái tên đó là Vui vẻ không quạo. Vui vẻ không quạo. Thưa quý vị, đội có tên là Vui vẻ không quạo. Nhưng mà cái chữ wow của thành viên thứ ba như tát nước mặt như mà tôi vậy đó. Trời ơi, nó ướt hết trơn cái mặt luôn. Thành viên đội của chúng ta tên gì? Bên bển là vui vẻ không wow. Vậy thì mình sẽ lấy tên là không chơi. Trời, bên kia cọc quá quạo sao tao cọc lắm á. Thưa quý vị, mấy đội chơi này là mấy cái đội chơi mà hại MC nhất. Đặt cái tên gì mà khó nhớ dễ sợ. Không sao, tôi sẽ tiếp hết. Vui vẻ không wow. Không quạo, không chơi. Được. Chấp luôn. Mời các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với vòng 1 của chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao. Quý vị thân mến, với phần thi đầu tiên, chúng tôi đã nghiên cứu được cái tính cách của các thành viên nữ trong nhóm.
thì chúng tôi được biết là các bạn có một tuổi thơ không được êm ả lắm. Tuổi thơ của các bạn đó là những trò chơi bắn chim, bắn ná. Cho nên chúng tôi đã thiết kế một trò chơi dành cho các bạn với tên gọi Bách Phát Bách Trúng. Để tham gia trò chơi này như sau. Mỗi một bàn chúng tôi sẽ đặt lên đây 20 cái lon không. Nhiệm vụ của các bạn là sử dụng những sợi dây chun để các bạn lồng vào chân của mình. Sau đó các bạn sẽ cố gắng di chuyển nó lên khu vực quá đùi. Và các bạn sẽ lấy ngược lên, dùng nó để bắn. Đội nào của chúng ta trong thời gian 1 phút bắn được nhiều những lon rơi xuống thì đội đó sẽ là đội giành chiến thắng, được không ạ? Ở thượng thi đấu đầu tiên, chúng tôi xin được trân trọng kính mời bước ra sân khấu Emma và Lê Trang. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu phần thi của các bạn. 3, 2, 1, bắt đầu. Lẹ lên. Trời ơi, ra ngoài luôn. Chết rồi. Trời ơi, cố gắng lên. Bắn lên, bước lên nữa bước. Được rồi, quá đùa rồi, kéo lên. Hay quá, lộn lên nữa, lộn cái dây chằng, Trang ơi. Lên lượm, hay quá, lượm vô nhanh nhanh. Bắn đi Trang. Lại lại rồi nha, lại rồi. Được rồi, được rồi. Trời ơi, lẹ lên. Hay quá Trang ơi. 20 giây. Trang làm anh. Được rồi. Bên kia dễ hơn, bên kia dễ hơn. 7, 6, 5, 4, thắng rồi. Hay quá. Tụi em lượm lon lên đi ba. Vui vẻ không quạo nha. Thưa quý vị, để đảm bảo tính công bằng và khách quan cho đội chơi, chúng tôi xin được đếm thật tỉ mỉ. Một, xong rồi đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến đội bên đây. Thưa quý vị, 1, 2, dễ sợ thiệt. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xin mời hai đội bước ra đây, hai thành viên bước ra đây. Trời ơi, con gà chiến. Thưa quý vị, thật bất ngờ, nữ lực sĩ của chúng ta Lê Trang đã giành được chiến thắng với tỷ số 8-1. Chúc mừng. Và các bạn có được 20 điểm cho đội của mình. Cảm ơn các bạn. Thành viên tiếp theo, khi mà đội nào chiến thắng có quyền đề cử thành viên thi tiếp và chọn đối phương thi với thành viên của đội mình. Chọn Tài đi. Tài. Ok vậy. Cố lên. Đây, Tài đem cho Phước. Tài để cho Phước đi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của các bạn. 3, 2, 1, bắt đầu. Đúng rồi. Trời, ra ngoài. Cố gắng lên. Không được. Cố lên. Hấp xuống xíu. Đúng rồi. Hai lon lấy đây em ơi, lấy. Hay quá. Bây giờ chúng tôi không tính được đó, bởi vì đội của chúng ta đã bắn ké. Sẽ dựng lên 4 lon. Em để lại. Mày đi chắc. Chúng tôi sẽ tính lại là đội của các bạn. Nhẹ nhẹ thôi. Không, ai biểu cho anh Giang. Hai. Không được tính. Hai, em đụng lon, đụng lon. Rớt kệ luôn, rớt kệ đi. Hai lon nè. Trời ơi. Tức ghê. Trời ơi, nhẹ thôi. Cái gì gian quá à. Không có. Thưa quý vị, trân trọng giới thiệu với quý vị, để thể hiện tính công bằng, chúng tôi xin được đếm 1, 2, ủa hết rồi hả tụi em? Hết rồi. 2 lon. Thôi em rót tới 3-4 lon lận á. Thưa quý vị, chúng tôi xin được đếm của đội các bạn đến từ Không Quạo Không Chơi. Đội của chúng ta bị trừ đi 3 lon. Và đáp án của chúng ta ở đây là các bạn có 5 lon. Mời hai chiến sĩ ra đây. Với cuộc đối đầu giữa hai bạn nam. À không, một nam một nữ. Chúng tôi xin được tuyên bố đội giành chiến thắng Không Quạo Không Chơi. Chúc mừng các bạn đã được 40 điểm. Kính thưa quý vị, như vậy kết thúc lượt thi đấu đầu tiên, các bạn của đội Không Quạo Không Chơi đã thể hiện được sự ưu thế của mình so với đội còn lại với tên gọi Vui Vẻ Không Quạo. Các bạn dù đã thua nhưng các bạn vẫn vui vẻ. Và ngay bây giờ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2 của chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao. Chúng ta đã cùng quay trở lại với chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao. Thưa quý vị, sau khi nghiên cứu tuổi thơ của cả hai đội, ban tổ chức của chúng tôi đã tiếp tục nghiên cứu về cân nặng của cả hai đội. Và chúng tôi đã phát hiện và tính toán ra một trò chơi rất phù hợp với thể lực của hai đội. Trò chơi của chúng ta với tên gọi Đại Chiến Pikachu. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai con Pikachu rất là... Hai con Pikachu rất là đáng yêu. Con Pikachu em lắc coi cưng. Và con Pikachu chị. Pikachu chị vô. Thưa quý vị, nhiệm vụ của chúng ta
Các bạn sẽ đứng trên cái tấm thảm màu xanh này. Các bạn sẽ mặc đồ của con Pikachu. Các bạn sẽ đẩy con Pikachu còn lại. Các bạn sẽ đẩy con Pikachu còn lại ra khỏi cái khu vực. Chúng tôi chỉ tính là các bạn thắng khi mà cái người của các bạn không còn bất cứ chỗ nào trên cái thảm xanh này nữa. Nếu như các bạn còn tí xíu cái chân, các bạn có quyền lăn vô, các bạn vẫn tiếp tục thi đấu được. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi sẽ cử ra hai thành viên nãy giờ chưa tranh tài sẽ bước ra thi đấu ở lượt thi đấu này. Không ai khác, đó chính là Quốc Khánh. Và chúng tôi xin mời chàng trai Đỗ Phú Quý, hai bạn bước ra đây. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với trận quyết chiến giữa Khánh Sữa Tươi, Quý Tự Nhiên. Mời hai bạn tiến lại gần nhau. 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên Quý Khánh ơi, cố lên. Cố lên Quý ơi. Khánh ơi, xuống mà luôn. Quý ơi, đẩy vô Quý ơi. Đẩy vô Quý ơi. Đâu mà Quý. Đẩy đây, đẩy đây. Đẩy ra luôn. Đẩy lên. Đẩy ra luôn Khánh. Đẩy lên. Lấy cái chân, lấy cái tay. Đẩy vô Quý. Đẩy ra, đẩy ra, đẩy ra. Đúng rồi. Đúng rồi. Đẩy ra. 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 Đúng rồi Quý. Đẩy ra. Ra ngoài rồi, ra ngoài rồi. Đưa quý vị ra ngoài rồi, ra ngoài rồi. Ra rồi, ra rồi. Hay lắm anh ơi. Rồi, lấy ra, lấy ra. Quý ơi, vô đây Quý. Thưa quý vị, như vậy trong trò chơi này, Khánh bé bự đã giành được chiến thắng, xin chúc mừng. Chúng ta sẽ cùng đến với lượt chơi thứ hai. Xin mời Lê Trang ra đây. Lê Trang thân mến, em có quyền lựa chọn một đối phương ra đây tranh tài cùng với em. Lê Trang, Lê Trang dám chơi với Tài không? Chơi Tài lỗ, lỗ gì. Mời Tài ra đây. Thưa quý vị, 3, 2, 1, bắt đầu. Xúc luôn. Quân ơi, xúc luôn. Xúc luôn Tài. Chân phải. Đó, 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 đó. Trời ơi, trời ơi. Chúc mừng. Thưa quý vị, trong cuộc chiến này, đội giành chiến thắng chính là các bạn của đội Vui Vẻ Không Quạo. Xin chúc mừng các bạn. Thưa quý vị, do trước đó họ không có điểm nên ở phòng thi này giành chiến thắng, họ đã có 20 điểm đầu tiên. Xin được chúc mừng các bạn. Wow, chúng ta thấy là có sự cách biệt, một bên 60, một bên 20 điểm. Đây là lúc mà các bạn của chúng ta sẽ phải vươn lên để giành được chiến thắng ở vòng thi quyết định. Mời quý vị sẽ cùng đến với vòng 3 của chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với hai trò thiên về sự dùng sức là ở trò thứ hai, và thứ nhất là thiên về sự khéo léo. Thì vốn dĩ ở hai phần thi đầu tiên thì đội của các bạn Vui Vẻ Không Quạo chưa thể hiện được cái sức mạnh của mình, nhưng chúng tôi biết chắc là tiềm lực bên trong của các bạn rất là lớn. Các bạn sẽ thể hiện được một kho tàng tri thức của mình qua trò chơi tiếp theo. Ở phần thi cuối cùng chinh phục đỉnh cao, mỗi một đội cử ra một người đứng lên cái bục ở phía bên trước. Và nhiệm vụ của các bạn của chúng ta là Kiên Khang sẽ đọc hai bộ đề. Các bạn sẽ có 10 giây để trả lời câu hỏi của mình. Trả lời đúng, các bạn bước lên một bước và được cộng số điểm đó vào cho tổng điểm của mình. Trả lời sai, các bạn sẽ bước lùi lại một bước. Và đội nào bước lên chinh phục đỉnh cao sớm nhất sẽ là đội giành được chiến thắng và được cộng 60 điểm dành chung cuộc ở vòng 3 của mình. Và nếu như mà các bạn của chúng ta sau 10 câu hỏi mà không bước lên được bục thì chúng ta sẽ được cộng cái số điểm mà chúng ta dừng lại ở khu vực đó vào tổng điểm cuối cùng. Các bạn rõ chưa? Và ngay bây giờ đây, chúng tôi xin mời hai đội bước ra phía trước. Các bạn lưu ý là chúng ta có quyền nhắc cho hai thành viên kia biết được cái câu trả lời. Tuy nhiên cái câu trả lời của bạn mình sẽ là cái câu trả lời cuối cùng, và chúng tôi sẽ dựa vào đó để đưa ra quyết định. Bây giờ cho phép chúng tôi hỏi là ai sẽ là thành viên trả lời câu hỏi và thể hiện sự thông thái kiến thức của mình. Tại vì trong số những người chơi thì tụi em chơi nhiều hơn, cho nên là Phước sẽ phải là người thể hiện. Tại vì hai bạn này tốn lực quá nhiều cho những trò chơi trước đó. Rồi bên đây, ai sẽ là người... Em à? Người dũng cảm. Đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Chúng ta có hai bộ đề. Một bộ đề dễ và một bộ đề khó. Chúng tôi xin mời hai thành viên còn lại, các bạn cử một người bước ra phía trước tham gia trò chơi phụ của chúng tôi để giành chiến thắng lấy bộ đề dễ. Ai? Em bước lên rồi kìa, em chơi đi. Em okay, là người em bước chơi, ra. Em chơi luôn, em chơi rồi, luôn. Ai? Bên đây là ai? Ok, hay quá. Thôi rồi, mời hai người bước ra phía trước. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ tính như sau. Nhiệm vụ của các bạn là giờ các bạn sẽ phải tẹt ngang. Đội nào của chúng ta tẹt thẳng nhất, tạo thành góc 180 độ đẹp nhất, đội đó sẽ giành chiến thắng. Em có thể làm gì được không? Đội nào của chúng ta không thẳng chân
so với đội bạn, đội đó sẽ là đội thua cuộc trong phần thi phụ này. Có thể chị đổi thành viên làm được không ạ? Em làm đổi cho Emma lên làm ạ. Mời Emma ra đây. Bên đây có muốn đổi không? Ủa dễ hơn nè. Bên em đổi có khác gì đâu anh. Sao khác mày? Em có đổi không? Quyết định lại. Tẹt thẳng là tẹt nằm dài cái gì. Rồi đem tẹt cho, đem tẹt cho. Chuẩn bị. Em hai đội sẽ thi cùng một lúc. Không sao đâu Khánh. Cố lên Emma. 3 2 1 tẹt ngang. Tẹt ngang phía trước nè. Ủa, tẹt như vậy hả? Đúng rồi, tẹt ngang mà, tẹt ngang này tẹt dọc rồi. Cảnh ơi, tẹt ngang. Thôi cứ để như vậy thì mới thấy chứ. Ờ, tẹt ngang, đúng rồi, à. Đó, tẹt ra. Đúng rồi. Khánh cái quần, cảnh ơi, cái quần. Khánh ơi, xuống. Xuống, xuống, em đo cho, em đo cho. Thưa quý vị, chúng tôi tuyên bố đội giành chiến thắng, đó chính là đội của Emma. Và thưa quý vị, đội này sẽ được nhận bộ đề số 2. Và đội này sẽ nhận bộ đề số 1. Chúng ta không cãi nữa, em xin mệt lắm rồi. Về chỗ thi cử à. Ok. Các bạn sẵn sàng chưa? Câu số 1 của đội 2 sẽ thi trước, bắt đầu như sau. Quốc kỳ của quốc gia nào được mệnh danh là lá cờ lấp lánh ánh sao? Hết. Trung Quốc. Đó là đáp án chưa chính xác. Mỹ. Và bây giờ câu hỏi dành cho bạn như sau. Quá trình chuyển biến trạng thái vật chất trực tiếp từ thể rắn qua thể khí mà không qua thể lỏng trung gian được gọi là gì? Bóp ơi. Và đó là đáp án chưa chính xác, thăng hoa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi dành cho bạn. Loài gấu trúc trồng cây chuối để làm gì? Hết. Ủa cái bộ này có phải là bộ dễ không chị? Nói đại đi, ngủ đi, ngủ đi. Uống nước. Sai. Để đánh dấu mùi của mình lên cây. Yeah. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Nếu bị mắc kẹt trên một hòn đảo hoang, bạn phải vẽ hình nào trên bờ biển để ra hiệu cầu cứu cho máy bay tìm kiếm? Hết. Vẽ hình tam giác. Hình tam giác là tín hiệu cầu cứu quốc tế. Đó, em vẽ tam giác đó. Em nói hình chấm than. Em nói tam giác. Thưa quý vị, chúng tôi đồng ý nhưng mà lần sau chỉ được đưa ra một đáp án thôi nha. Đáp án chính xác, bước lên một bước. Ủa, hay quá, bước lên đi. Bước đi, bước đi. Câu tiếp theo dành cho bạn như sau. Loài thằn lằn nào có thể đi trên trần nhà? Hết. Thằn lằn nào cũng đi trên thằn sùng, thằn lằn bình thường. Chính xác, bước lên một bước. Dạ. Cẩn thận có đạp chúng tụi nó tao nghĩ cho. Mình thấy ta mạnh mẽ. Câu hỏi của bạn như sau. Tại sao thung lũng chết lại có tên như vậy? Hết. Tại vì không có loài vật nào sống được ở đó hết trơn á. Đúng rồi. Tại sao không sống được ở đó? Tại vì cái hả? Không có nước. Nó không có nước. Nắng nóng quanh năm. Nó nóng quanh năm. Không ai sống được. Nóng chính xác. Nó nóng quanh năm cho nên là hầu như không có gì sống được. Mày để em được. Đừng. Ây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi dành cho bạn như sau. Đường ray tàu hỏa thường được làm bằng vật liệu gì? Sắt. Để gì để co giãn khi chờ theo thời tiết. Và đó là đáp án chưa chính xác, là bằng thép. Và bây giờ mời bạn bước lùi lại một bước. Rồi bây giờ câu hỏi dành cho bạn như sau. Thành phố nào nổi tiếng với những chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ hết? London. Chính xác, bước lên một bước. London, hay quá. Ok. Chỉ là trà sữa thôi. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Nồng nọc rụng đuôi sẽ biến thành ớt. Vậy khi rụng đuôi của khỉ thì nó sẽ biến thành gì? Vẫn là khỉ. Chính xác, bước lên một bước. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Đố mèo, mèo gì lớn nhất Việt Nam? Hết. Từ từ im lặng. Mèo gì lớn nhất Việt không Nam? Không lẽ Thái Như hả? Hả? Đây. Mèo gì lớn nhất Việt Nam? Đố mèo. Mèo khổng lồ. À, cái gì? Mèo, không biết, em không biết. Đó là mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Bước lùi lại một bước. Trời ơi. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Bước xuống kìa, bước xuống. Một con sói chui vào chuồng cừu, nhưng tại sao nó không ăn thịt con cừu nào? Chuồng cừu không có con nào hết. Chính xác, bước lên một bước. Hay quá anh ơi. Rồi, câu hỏi dành cho bạn. Lá gì chiếc nón hứng sương, hứng mưa, hứng nắng, dâng hương đất trời? Lá sen à. Chính xác, bước lên một bước. Trời, thông minh quá. Hay quá Bước ơi. Câu hỏi dành cho bạn. Thông minh liền. Hay quá Bước ơi. Khi hai đám mây có điện khác loại mà va chạm vào nhau sẽ gây ra hiện tượng gì? Sấm sét. Chính xác, bước lên một bước. Hay quá Bước ơi. Câu hỏi dễ mà. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Bước ơi. Độ muối trung bình của nước biển là bao nhiêu phần trăm? Nói đại đi chứ giờ biết đâu. 7. Sai, chia đôi 3.5%, bước lùi lại một bước. Nói đi tắm biển không mà trả lời. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Đỉnh núi cao nhất hiện nay là đỉnh núi nào, nằm ở châu lục nào? Hết. Đỉnh Everest ở châu Á. Chính xác, bước lên một bước. Trời ơi. Bằng điểm rồi. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Cơ quan thần kinh gồm những bộ phận nào? Hết. Não. Tiếp.
neuron thần kinh não nè. Dây thần kinh thì chấm phải thì chấm trái nữa. Rồi coi ái gì đó Phật à. Não, dây thần kinh và tủy sống nữa. Cho bước em tiếp. Lên nửa bước, bước lùi, không được bước lùi. Anh, tôi biết được hai cái mà. Bước lùi là một bước. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Ngôn ngữ nào là quốc ngữ chính thức ở Brazil? Tây Ban Nha. Đó là đáp án chưa chính xác. Tiếng Bồ Đào Nha. Bước lùi là một bước. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Bạn có thể ngắm tượng sáp của những người nổi tiếng ở đâu trong thành phố London? Bảo tàng tên gì? Bảo tàng tượng sáp. Không đúng. Hollywood. Bảo tàng Madame Tussauds. Đúng. Bước lùi là một bước. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Loài chim chích bông còn được mệnh danh là chim thợ may, vì sao vậy? Hết. Nó dùng mỏ để đan tổ. Và đó là đáp án chưa chính xác, bởi vì chúng đan tổ bằng những chiếc lá cuộn tròn và tơ nhện. Bước lùi là một bước. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Gây cứng quá. Bướm ngày, rết, nhện, loài nào là côn trùng? Tất cả luôn. Tất cả đều là côn trùng luôn. Đó là đáp án chưa chính xác. Em trả lời bướm lại. Ngày bướm là côn trùng, bởi vì côn trùng có 6 chân và bướm ngày có 6 chân. Nhện thuộc lớp hình nhện và rết thuộc nhóm chân khớp. Và như vậy thưa quý vị, chúng ta đã kết thúc phần thi của mình. Điểm số như sau. Đội của các bạn đến từ không vào không chơi của chúng ta đứng ở vạch xuất phát nên không được cộng điểm. Tổng điểm của các bạn là 100 điểm. Đội của các bạn đến từ vui vẻ không vào đứng ở cột mốc 20 điểm. Các bạn đang có 70 điểm, được cộng 20 là 90 điểm. Và như vậy, chiến thắng đã thuộc về đội không vào không chơi. Xin chúc mừng các bạn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần trao giải thưởng cho cả hai đội. Thưa quý vị, trải qua những phần thi vô cùng thú vị khi mà các bạn qua những phần thi của chúng tôi đã bộc lộ được con người thật của mình. Các bạn đã thể hiện được sự hồn nhiên, sự đôn hòa, đôn hậu và hiền hòa của các bạn. Thưa quý vị, chúng ta xin được chúc mừng đội đã đạt được ngôi vị á quân của chương trình ngày hôm nay. Với rất nhiều tình cảm, các bạn nhận được giải thưởng trị giá 9 triệu đồng. Và chúng ta cùng chúc mừng cho đội không vào không chơi đã nhận được giải quán quân của chương trình. Và một lần nữa Lê Trang lại chứng tỏ khả năng bất bại của mình khi là tiếp tục giành được chiến thắng trong ngày hôm nay với giải thưởng trị giá 12 triệu. Yeah. Ngày đó sẽ không xa rời. Và chúng ta là người chiến thắng. Em ơi, thôi đừng hát nữa, mình giữ cái hình ảnh của mình đi. Thưa quý vị, như vậy chúng ta xin được chúc mừng cho cả hai đội. Và quý vị hãy đồng hành cùng với chúng tôi vào lúc 17:15 tối thứ hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do Đài Phát thanh truyền Vĩnh Long phối hợp với công ty Sang Vàng thực hiện. Một lần nữa, chúng ta cùng cảm ơn hai đội chơi vui vẻ không vào và không vào không chơi. Hẹn gặp lại quý vị vào tập phát sóng tuần sau của chương trình Bản lĩnh ngôi sao. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng làm quen với đội chưa có tên, chưa biết nên làm quen với các bạn. Đội các bạn tên gì? Dạ, tụi mình học cùng khóa với nhau thì mình nên đặt tên gì ha? Tuổi xì tin đi. Tuổi xì tin cái gì hả? Em ơi, cái tuổi xì tin là qua rồi. Tụi em bây giờ không còn xì tin nữa nha.